Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, ở Vĩnh Phúc, đến thăm không gian vườn cảnh anh Cao Văn Yên. Và khu vườn cũng rất là dày cây, số lượng, chất lượng cũng được. Thực ra anh chơi cũng lâu rồi đấy. Nếu tính cái thời gian thì anh em nói là anh Yên anh chơi cũng phải 30 năm nay rồi. Nhưng trước ở khu vườn khác anh mới đưa về đây khoảng độ 4 năm. Rồi, chào các anh nhá. Vâng, hí húi nói chuyện Đỗ Sinh vào nơi rồi mới biết. Vâng. Được đấy, chơi cũng có cái tuyển chọn rồi đấy. Tôi đi sâu vào trong kia cái dãy cây mà trọng tâm nhất và chất lượng cao ở cái khu phía trong này. Và cây si này, si giáng long. Vâng, và đây là chính là cái những tác phẩm si mà anh vừa mới giao lưu ở câu lạc bộ ở Vĩnh Tường, vừa mới trưng bày được khoảng độ gần một tháng này. Và bây giờ Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của một bộ chơi cặp ba đối xứng, đó là hai cây xanh long hai bên và ở giữa là một cây song thụ. Tôi đến hình ảnh của cây song thụ trước, sau đó chúng ta đưa đến các bạn thưởng thức cặp xanh long. Tôi có hỏi thì anh Yên nói là nếu giao lưu là giao lưu cả cái bộ ba này. Chứ tôi hỏi đôi xanh long thì anh nói là nếu bán là cháu bán cả bộ ba, bộ chơi. Đây là cây song thụ này. Hai cây tay chi đối nhau, rất là dẻo. Anh vừa mới tuốt lá để chơi lọc răm. Bệ chùn sụn hết rồi, có những cái vị trí đã chùn ra voi, và đây là một cây xanh dòng da cóc, xù xì da cóc rất là già. Thank you.
đó là cái bộ ba. Bên này là một cây xăng, xanh long. Bên này cây này thì anh chưa vặt lá, tán làm rất mỏng. Vì có một anh ấy nhờ tôi tìm cho đôi xanh long. Anh hỏi bác đi quay, bác tìm cho cháu đôi xanh long, cháu đặt ở trước nhà thờ. Đôi xanh long ở đây anh có 4 đôi á? À? À ơ, bên đây có mà tôi quay rồi mà. Vâng, và bên này nữa này. Đây là cây số 2 đối diện này. Cây này anh vừa tuốt lá xong. Vâng, chúng ta đến thăm vườn anh Cao Văn Yên qua cái số điện thoại 0383 897 302, địa chỉ xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và đây là cây xanh long tiếp theo này. Những cây này tầm vóc như thế này anh có một cây. Bởi vì không gian nhà anh cũng không rộng. À, cứ tầm cây như này thì được, chứ nó cây to mà cây phải cẩu thì chắc không chỉ có xe nâng như này là đẹp. Xe nâng đẩy qua cổng là vào ok. Đấy. À, chúng ta đến tiếp với một cây xanh dáng trực này. Cây này có cái điểm rất là độc đáo, một cái tay quạt rất hay này. Đây là cái điểm tay quạt này. Hai cái vị trí xuất phát ra khỏi thân thì một tay thì vươn lên để làm, để đón tay ba tay tư và làm ngọn, còn một tay bên này thì hạ thấp xuống phụ họa cho cái bóng thân nó đỡ cao. Và cây cũng rất là già rồi. Vâng, một cây xanh này hay quá này, cây này có hai tay đối nhau hai bên này. Anh ấy đặt là lối xưa. Lối xưa đã đi trưng bày ở sinh vật cảnh Phúc Yên này, lần thứ 3. Lối xưa đây là lối đi về đấy nhá. Chứ không phải là làm cây lối xưa đâu, đúng không anh?
có đúng nghĩa thế không? Vâng. À, từ các cụ chơi ngày xưa đấy. Lối chơi ngày xưa. Đấy, đây chúng ta nhìn cái bệ này, trải đẹp không? Hai cụ già đang ngồi đánh cờ. Cây này nó là một cây, nói đúng ra nó là cây trực liên chi. Cốt chậu lâu năm rồi. Đúng là cây trực liên chi. Bao giờ anh? Tuần nữa nhà thăng chắc phải tuần nữa nhận cây mới nhận cây mà. Ờ. Thăng mến. Thăng mến ở Việt Trì mà. Vâng. Tôi nhận được giấy mời đây rồi. Tuần nữa mới nhà cho thấy một tuần nữa mới nhận cây. Đâu 16 mà. 16 thì hôm nay mới mùng 8 mới cho đúng không? Ờ thế thì là đúng tuần nữa đúng. Hôm nay mùng 8, đúng rồi. Thăng mến. Vâng, chỗ này tôi thấy anh Yên có cây hoa giấy dáng huyền, dáng đổ trên cái chậu quạt. Cái này vừa rồi tôi quay ở hội đam mê bonsai Vĩnh Tường rồi. Cái này tầm bao nhiêu tiền anh Yên ơi? 15 triệu. Và 15 triệu. Tím Huế. Cái sung còn đây là cái phôi ổi này. Vâng, tôi thấy vườn anh Yên này nhiều cái cốt xanh đẹp phết các bác. Chúng ta sang tham quan mới thấy được. Anh ấy cũng đưa lên một số bệ đá rồi. Tất nhiên là vẫn đang trong giai đoạn đào tạo tiếp. Một cái mầm rất lớn để cho nó to cái cổ ngọn ra. Và nó nhanh vo cái sẹo này. Đấy, đây là cây si này. Cũng nhiều cây quý đấy, ví dụ như cái bộ này anh ấy đưa vào thành cái tác phẩm, là không biết là ý tưởng anh ấy ấp ủ theo cái ý tưởng gì, thấy đưa vào 4-5 nhánh bệ này, đây này, quần thụ đấy, xanh Nam Điền đấy. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video số 1 vườn anh Cao Văn Yên ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chúng ta chia sẻ một tác phẩm si. Cây si cốt đẹp thế, to thế nhỉ. Này. Cây si mà nhìn tầm vóc như cây xanh.
dưới bệ rễ giống thế. Đấy. Lá đều xì búp hồng rồi. Lượng dăm cũng tương đối rồi, nhưng mà đều vế này thôi. Anh Yên có cái cây si này hay quá nhỉ? Đây. Cái cây này hay này. Cây đẹp. Cây này sau này chơi lên tiền. Rồi, và bây giờ Đỗ Sinh di chuyển sang cuốn số 2 nữa. À, tôi sẽ xây dựng hai cuốn video tại vườn anh Cao Văn Yên, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.